Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Stick Legacy nha. Và nếu anh em nào là thích tựa game này hãy để lại cho mình một like nhé. Và nếu video được 500 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Stick Legacy. Và rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Và anh em đừng quên là click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé, để mình có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và anh em có thể qua cái channel thứ hai của mình, đó là channel Mr. Thành ở đây, MR Thành. Anh em chỉ cần đánh chữ MR Thành sẽ ra ngay channel thứ hai của mình, với các series về Tiny Gladiator, khủng long ăn thịt, Zombie Tsunami và rất nhiều tựa game hay nữa nhé. Rồi thì chúng ta sẽ chơi thôi, chơi game cả. Mình đang ở chết rồi, chỗ giải đấu nhưng mà mình cần phải về để mình mua thêm một số thứ đã. Mình sẽ vào trong cái trang phục và mình sẽ đổi hết thành set của nó lava này. Thằng này sẽ đổi thành sang xương này. Con này thì đổi từ sang băng này. Thằng này sẽ đổi sang lá cây này. Ông này sẽ đổi sang ma cà rồng này. Và thằng cuối cùng thì nó chưa kịp đổi mà đã trang bị. Phải ấn nút trang bị anh em ạ. Phải ấn nút trang bị thì mới được. Đấy. Chính xác, thằng này thằng băng trang bị này, thằng này thì thằng lava trang bị này, thằng này là thằng cúp thường đây. Cúp thường thì nó hơi chơi chậm, mình sẽ cho nó cúp băng đây. Và nhân vật chính của chúng ta sẽ là lava anh em ạ. Dĩ nhiên lava. Mình vào cửa hàng mình mua thêm những cái đồ mình cần thiết. Hôm nay mình có một số thứ mình muốn review test cho anh em xem. Mình định là sẽ gọi ra một đội quân lính giáo vàng anh em ạ, để xem là nó sẽ như thế nào, sẽ đông khủng khiếp như thế nào. Mình sẽ mua hết lính giáo vàng, mua thêm một cái này nữa để đào thêm vàng đấy. Đó, ok. Mình cứ để khoảng 60 con. Dù biết chỉ có để 50 con thôi anh em ạ. Và xem sức mạnh của lính giáo vàng nó sẽ khủng khiếp đến mức nào nha anh em. Và tôi sẽ đang đấu ở vòng tứ kết Dark Willows. Giống như kiểu ma vậy. Yêu và đánh nhau với cái Dark Willows. Chúng ta sẽ nâng cấp cho giáo đi. Nhưng mà mình sẽ gọi giáo vàng thôi, mình có mua này đâu. Mình sẽ nâng cấp thêm cho chặt đào được cái này cho nhanh lên này. Nâng cấp lên, đúng rồi, chính xác. Và nâng cấp cái này lên. Vẫn đủ để nâng cấp thêm một vài điểm linh tinh nữa. Vẫn đủ nâng cấp điểm cung các thứ. Rồi. Rồi, chúng ta có 10.000 à. 10.000 thì mình ý định là mình sẽ mua hết quân cung giáo vàng để cho anh em xem nó khủng khiếp đến mức nào nha. Test thử một trận thôi nha. Đây. Có lẽ là mình sẽ bỏ hai thằng kia đi và sẵn sàng đợi cái quân đội của mình lên. Ôi rồi xếp hàng luôn anh em ạ. Vãi đẻ. Rồi ôi. Quân đội giáo vàng của tôi. Ôi khổng lồ anh em. Chưa kịp đủ đã đủ đâu. Chết tiệt, mua nhầm rồi. Vãi lều, vẫn phải mua thêm nữa anh em ạ. Ôi, có thể mua được rất nhiều nha anh em. Từ, quân đã đủ đâu. Mày, giết thằng này. Mày, giết thằng này xem tối đa quân số. Mày chết đi, về thủ cái. Tự nhiên mình có mấy thằng cung, mấy thằng linh tinh nó lẫn vào đây anh em ạ, mua nhầm. Cái này có thể mua vượt số lượng lính anh em ạ. Để xem mình mua hết tất cả bằng này. Ui, con lợn này nhơn thật sự luôn anh em. Binh đoàn bộ binh giáo vàng của mình lên. Ây cha, từ về thủ cái. Làm sao mà có thể đối đầu được với binh đoàn giáo vàng của mình, nó khủng khiếp như thế này. 22 rồi. Mình đang mua rất nhiều nhưng mà tự nhiên có mấy thằng bị lẫn lộn với nhau trong này, thành ra là nó hơi ngáo. Sẵn sàng. Quân số đông quá anh em ạ. Ấy cha. Làm gì? Chúng ta vẫn đang ở thế thủ. Đây mới chỉ ở mua 50 thôi nhá. Nó còn đông hơn nữa cơ. Rồi ok. Ấy cha. Láo thật. Trời ơi. Tôi mua cái gì này? Rồi. Tấn công phát. Cái này tôi cũng có thể mua được hết này anh em ơi. Quân số đằng sau kìa anh em. Oh my god. Lùi lại. Quân số mình có bị chết thằng nào không? Đánh nó. Rồi ok. Tấn công. Quân số sao nó đông quá nữa, nó kín cả đường rồi nè. Tôi mua nhiều quá, mua quá thể đáng luôn. Kết hợp cả cung giáo và cung kia rồi. Ok. Rồi.
Đây là binh đoàn của chúng ta. Sẵn sàng. Đông kinh hoàng luôn anh em ạ. Oh my god. Lên. Hơn 400 quân. Gần 500 quân anh em ạ. Ui giời. Cái này chưa mắc quân đâu. Why? Why? Mày làm gì? Làm gì cưng? Làm gì cưng? Để binh đoàn giáo vàng của mình mà. Sợ vãi cả đạn anh em ạ. Ui xồi, ui xồi. Nó gần như không thể nào mà nó đỡ được luôn đấy. Cầm thương như thế này thì nhìn cái nhà của nó kìa. Xong cho một cái. Khủng khiếp đây, mình muốn test thử cho anh em xem là sức mạnh của binh đoàn giáo vàng nó có thể tối đa được bao nhiêu. Nó là vô hạn nha anh em. Anh em thích bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Miễn là anh em có game. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Chết rồi. Mình đã để quảng cáo rồi. Game này cũng hay này. Ace.io game này hay phết. Đấy. Ném dao, ném kiểu nhìn rất là hay. Xong rồi ăn nâng cấp lên xong rồi để khỏe hơn. Xổ. Ném chết hết anh em. Mình thích chơi game này, nó theo kiểu là Battle Royale ấy. Nhìn hay phết. Nó tại sao nó không tắt được nhỉ? Ace.io. Ô sờ kê con dê. Khá hay. Rồi mình sẽ mình phải mua thêm một chút giáo thôi anh em ạ. Để đề phòng trường hợp là chúng ta sẽ bị đai thôi. Mình sẽ mua thêm Đây. Dùng hết sạch luôn ạ. Bọn này có thể là mắc tối đa được. Nhưng mà thế chưa thế không vui. Mình chỉ gọi một hai thằng thôi. Một thằng của nó đã rất khỏe rồi. Và nó có thể cân được cả team rồi. Đây cả một binh đoàn gồm 500 người nữa thì bó tay. Bán kết anh em ạ, chúng ta sẽ đánh nhau ở trận chung kết ngay luôn thôi nhỉ. Đánh nhau với cái thằng đại gia xem xe ô tô này thì đơn giản. Lava nâng cấp lên này. Ok, đào nhanh hơn nè. Đào nhanh hơn có cần thiết không nhỉ? Thực ra cũng khá là cần. Theo như mình đoán là cũng khá là cần. Rồi ok, sẵn sàng này anh em ơi. Sẵn sàng, lên đường. Chúng ta sẽ cần thêm người để đào nhanh hơn. Bọn này nó bình thường nó đào sẵn rồi, nhanh rồi, nó còn cầm được nhiều. Mình còn tăng tốc độ thêm nữa chứ như thế này thì trận này thoải mái anh em. Trận này sẽ mất thời gian đấy, tại vì là sẽ phải phá nhà ra. Phải phá này ra. Ủa nó có quân rồi đấy. Mình sẽ chơi khổng lồ nhiều tí nhỉ. Đó, 320 được. Ui rồi. Dã man. Ui, hai thằng cái được 910 rồi. Đào nhanh vãi cả đạn luôn anh em. Như này thì sẽ hết vàng nhanh lắm đây. Theo như mình đoán. Theo như mình đoán sẽ hết rất là nhanh luôn. Mình sẽ gọi lava nhỉ đúng không? Thì chính xác là 1500. Quân số nó như thế nào rồi? Nó đào như rùa này. Nó đào chậm quá. Công nhận là đào rất chậm. Chúng ta cần thêm mua thêm khoảng 2 thằng nữa, 2 3 thằng nữa để cho nó đi đào anh em. Nhanh nào, đánh nhau, nhanh nào, nhanh nào. Là tập trung làm nào. Tập trung làm hết sức nào. Tôi tập trung làm hết sức luôn. Mua cái này để sẵn anh em ạ. Nhìn quả lava nhìn trông chất lượng nhỉ. Binh đoàn lava của tôi đang sắp lên. Đang sắp lên rồi. Hay quá. Và chúng ta chỉ đợi thế thôi. Đào tiếp tục đấy anh em ơi. Đào như chưa được đào luôn. Quân số nó đông chưa? Nó trang bị thêm cung anh em ạ. Mình thì mình toàn lava, mình chơi hôm nay chơi trận toàn lava nha anh em. Toàn thằng người khổng lồ lava thôi. Quân chủ yếu mình là lava. Có thêm mua thêm ít cung thì mua thôi. Vàng có hết được không nhỉ? Chưa thấy hết. Vấn đề là chưa thấy hết. Nó vào phá nhà nha anh em. Kệ mẹ. Kệ nó anh em ơi. Kệ nó thôi. Bây giờ mình sẽ đợi. Đợi nó phá nhà xong. Để mình sẽ nào đập nhanh này anh em ơi. Công việc nhanh chóng lên nào. Ui quân nó đông lắm anh em ạ. Quân nó đông lắm ấy. Đông thật sự luôn ạ.
I'm so epic. Không biết là trận này như thế nào đây. Oh my god, thích bắn nhau à? Thích bắn nhau thì mình cũng có nhá. Mình sợ đấy gì? Nào, đào tiếp nào anh em. Mình sợ đấy gì nó? Con số nó càng ngày nó càng tăng anh em ạ. Rồi mình sẽ bắn thêm một cái đạn nữa bên này. Hy vọng là nó sẽ. Rồi, ok con dê. Bia lên nào anh em ơi. Hủy diệt nào, hủy diệt nào, hủy diệt nào. Hủy diệt quân địch này anh em ơi. Chỉ có gần lava và lava thôi. Chạy rồi. Đang chạy hết rồi anh em ạ. Và nó chạy hết rồi. Nó nhìn thấy cái quân đoàn như thế này nó khiếp đảm luôn anh em ạ. Và nó không thể nào mà nó vào nữa. Úi xồi ôi. Đập cho như thế này cơ mà. Khi mình đã mua đủ rồi. Nâng cấp mắc cung rồi. Đấy chưa là tốt nhất. Mà chúng ta có thể chọn lựa chọn được. Rất nhanh. Nó sẽ có gọi quân tiếp viện ngay bây giờ đấy. Chắc chắn luôn đấy. Nên mình sẽ để sẵn một thằng này. Thế mình sẽ dậm nó phát nha. Vào đây, 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 vào đây. Vào đây nào bé cưng ơi. Vào đây nào bé cưng ơi. Rồi ôi. Quá nhanh, nhanh tiêu diệt gọn rồi. Và đã xong. Và giờ chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.